bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bền Vững. Thì bữa nay là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Thì mình tiếp tục cập nhật giá xài đài loan thu mua tại vườn nha các bạn. Thì giá bữa nay nó hơi tụt lại một xíu nha. Thì xài xanh, xanh nhất là 11.000, xanh nhì là 5.000. Xài vàng, vàng nhất là 15.000, vàng nhì là 7.000. Xài đài loan đỏ nhất là 28.000, nhì là 12.000. các quà lọc thì vẫn giữ giá là xô 3 trái 1 ký, giá dao động từ 30 tới 32.000 nha. Thì mình xin nhắc lại giá xài đài loan thu mua tại vườn bữa nay là xài xanh nhất là 11.000, xanh nhì 5.000, xài vàng, vàng nhất 15, vàng nhì là 7, đài loan đỏ nhất là 28, nhì là 15. Xài đài loan đỏ là 1 là 28.000, loại 2 là 12.000 nha các bạn. Còn các quả lọc xô 3 trái 1 ký thì giá dao động từ 30 tới 32.000. Thì mình cũng tranh thủ cập nhật giá ngắn gọn tại đây thôi. Thì anh em nhà vườn nào mà cần bán thì cứ liên hệ trực tiếp nha. Thì bên cạnh cập nhật giá xài với thu mua xài thì bên mình có bán túi bao xài hiệu bạn nhà nông nha các bạn. Thì có đủ loại trơn, từ đài loan đỏ, đài loan, xài keo, xài cát, rồi xài thái, nói chung là có tất cả đầy đủ hết các xây nha các bạn. Thì anh em nào mà anh em nhà vườn hoặc là đại lý nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình. Thì video mình đến đây kết thúc nha. Những anh em nào mới vào kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha các bạn. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.